ngày tuyết rơi. Bây giờ mọi dẫn mọi người đi, và việc đầu tiên là phải đi ra cào tuyết ở trên xe như thế nào nha. À, tuyết rất là dày, nhiệt độ có 10 độ thôi, nhưng mà rất là nhiều tuyết. Đó, chúng ta đây, xe đây rất là nhiều tuyết, và ở Việt Nam mình ở đâu có thể nào mà thấy được cái cảnh tuyết như thế này đúng không? Đó, giờ mình ra đây, mình sẽ cào tuyết. Đầu tiên là sẽ để xe lên gió nổ trước rồi đó. Ok, đây. Đây mọi người xem em nè. Tuyết như này thì sao mà vô? Đó, đây tuyết như này thì không thể nào vô được hết. Chùi nó đi chút xíu. Nha, rồi. Ok. Mở cửa để xe cái đã. Rồi. Muốn đi qua Canada nữa không? Nhiệt độ lúc này là 10 giờ, âm 10 độ nha. Ok. Rất là nhiều tuyết. Đó, rất là nhiều. Còn những cái chỗ mà nó cứng như này á, là mình phải lấy đồ mình sủi. Sủi cho nó hết. Hết tuyết. Để thấy đường để đi. Nam mình là lên xe cái là đề xe cái là đi luôn. Đây là đề xe từ ở trong nhà xong rồi ra đây rồi quét tuyết cực lắm. Quét tuyết rồi, cào tuyết rồi. Bye. Hẹn gặp lại sau nha.